Hi, chào mừng các bạn đến với Đào Thọ Alice. Và hôm nay mình sẽ thực hiện video giới thiệu cho các bạn cách phân biệt giới tính của thỏ. Và bây giờ mình sẽ chọn một bé thỏ để hướng dẫn cho các bạn nha. Mình sẽ chọn bé thỏ sư tử màu trắng tinh, rất là dễ thương. Lòng bé rất là trắng muốt. Đây. Đầu tiên các bạn phải ẵm bé thỏ lên, nắm chắc phần da lưng, sau đó vạch bộ phận sinh dục. Các bạn nhớ là bộ phận sinh dục nó nằm ở phía trên cái hậu môn với bạn. Các bạn dùng tay để mà giữ cái phần phía da phía trên của cái phía trên hậu môn á. Cái lỗ phía dưới là hậu môn và lỗ phía trên là bộ phận sinh dục. Các bạn kéo lên, dồn lên phía trên cái phần da. Nếu mà nó nhô lên hình trụ tròn thì là bé đực. Hình trụ tròn là cái bé đực với bé các bạn. Dạng hình ống á. Và bây giờ mình sẽ bắt bé cái lên cho các bạn xem. Bé cái này nhoi quá. Bé cái này cắm màu xám, rất là độc lạ nè, nhìn rất là ngầu và men, nhưng mà lại bé cái đó. Giờ mình cũng làm tương tự như bé đực là vạch phần da phía trên hậu môn ra. Nó sẽ có một cái lỗ dài kéo đến hậu môn chứ không phải là dạng hình ống giống như của bé đực nha. Dạng lỗ dài kéo đến hậu môn luôn đó, các bạn nhìn kỹ đi. Rất là dễ phân biệt phải không nào? Các bạn muốn có câu hỏi nào thắc mắc thì